Em như người mất hồn luôn. Dạ. Thế anh nghĩ đối với em 500 ngàn hay gì 1 triệu rồi, em đã lớn năm em quý lắm, còn này 10 triệu. Trời đất ơi, để em chết. Dạ. Là bữa đó vừa dọn mà đồ đạc tùm lum tùm la luôn nha, mà cô chủ nhà điện một cái rồi là em chuẩn bị em cúng sân á, em chuẩn bị cúng nhà với cúng ngoài sân á. Bà điện một cái em thất thần, em không biết em làm gì gì, em chỉ ngồi bịch xuống dưới rồi còn hoàng cũng ngồi vậy đó. Nguyên một ngày đuối quá mà ăn uống hoàng cũng chưa ăn luôn, em như người chết rồi vậy đó. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Cú Chiến Channel. Thì hôm nay Cú Chiến cũng ghé thăm mẹ con Hoàng Mập. Thì cũng rất là mừng khi mà mấy mẹ con cũng đã có một cái bước tiến triển mới ha, chuyển qua một cái chỗ ở mới nó rộng rãi hơn và cũng có cái mặt bằng để buôn bán. Và đặc biệt hơn là cái chỗ này thì Hoàng Mập nó có cái cơ hội nhiều hơn để mà có thể là vận động. Thời gian qua thì theo cái đánh giá của cá nhân Cú Chiến thì thấy là Hoàng Mập đã xuống cân rất là nhiều và gần như là mỗi kỳ tích. Cái đợt trước mà có một cái thời điểm mà phải lên cả 10 cân một tháng phải không chị? Cái đợt mà lần đầu tiên mà Cú Chiến ghé thăm á, là cái lần đó là khủng khiếp ha. Tại vì cái lần đầu, cái lần thứ hai Cú Chiến ghé chào thôi là thấy ảnh khác rồi, ảnh mập lên khủng khiếp. Mà đưa cái gì cũng ăn, đưa cái gì cũng ăn. Rồi sau cái đợt đó thì chị Phụng cũng có cái vốn, sau mà bắt đầu chị mới ở nhà, xong rồi làm đồ gia công. Thì lúc đó mới cắt được cái nguồn lương thực của Hoàng Mập. Cái nguồn lương thực chính là đi ra ngoài tiệm bán vé số rồi ai đút cái gì là ăn cái đó. Thành ra là ảnh tăng cân vùn vụt, có cái thời điểm là lên tới 10 kg một tháng luôn ha. Nên là khi mà chị Phụng ăn kiêng á, thì Cú Chiến cũng cảm thấy rất là khó để mà thực hiện được. Tại vì nghĩ rằng, lúc đó mình nghĩ rằng là giữ được cái cân nặng là một cái điều mừng rồi, đừng có tăng. Nhưng mà bây giờ thấy giảm được á. Tại vì nếu mà chị Phụng thấy hàng ngày á thì sẽ thấy là không khác mấy, nhưng mà Cú Chiến lâu lâu mới gặp thì sẽ thấy khác nhiều. Đặc biệt là hôm nay sờ vô thấy có cơ bụng thôi, không có mềm như hồi xưa nữa. Anh nằm thấy cũng gọn hơn nữa, nhưng mà cái chân vẫn còn mềm, cái chân vẫn còn kiểu như còn cứng, còn chưa có bẻ được. Cái này rồi cũng không có nên cố mà bẻ nhiều, khi mà gân nó cái chưa giãn ra, giãn từ từ chứ mình không có làm nha. Làm cái gì vậy? Uống nước hả? Bỏ xuống đi ông ơi. Rồi bữa giờ mấy mẹ con chuyển nhà qua này được buôn bán là thấy ổn rồi đó. Rồi có cái sự cố gì xảy ra không? Là lúc mà em vừa muốn nhà ở đây á, là em cũng coi cái nhà này ở trên mạng, em qua em thấy cái nhà này được quá à, mà em kiếm có 2-3 tháng nay không có. Cái em vừa bước qua đây em thấy cái nhà cũng được quá trời luôn, đâu có biết là cái chị này á, là chỉ cũng muốn chỉ thuê lại, bà chủ là bà không có ở đây là không biết, nhưng mà chị lại đi nói á, là chị là cháu bà chủ gì rồi đợi xíu cháu bà chủ, cho nên là em cũng nghĩ là thôi mình mừng quá, mình có cái nhà mình mừng quá, để mình có được buôn bán rồi thì mình không có nghĩ gì hết trơn. Cái chỉ xong cũng nói là hợp đồng, là chỉ nói là thôi bây giờ em đặt cọc với chị 5 triệu thì nhà 5 triệu là 10 triệu. Rồi xong cuối cùng em cũng qua, em qua em ký hợp đồng với chị, xong rồi cái chị cũng nói là có gì á là cô chủ nhà là cô của chị á, có gì á em liên lạc với cô đó, là mỗi tháng em đóng tiền cho cô đó. Em cũng tin tưởng, em cũng nói thôi kệ để có gì không sao. Cái tới cái ngày mà em dọn á thì chị cũng dọn đi, cái chị mới nhắn tin số điện thoại của cô chủ qua cho em. Cái ở đâu chút xíu cái cô ở bên đây là cô mới nói là ủa nhỏ đó trả nhà cho con mướn lại hả? Cái em mới nói dạ. Cái ba nói ủa nhỏ đó nó là cái gì mà đi cho mướn lại như vậy, đâu phải bà chủ nhà đâu. Rồi xong cái bà chủ nhà bả vô, cái cô bên đây cô mới đưa cái bả mới gọi cho bà chủ nhà, bả mới kêu á là con đưa số của con cho bà chủ nhà. Cái bà chủ nhà gọi lại nói là tại sao con muốn nhà, con là người người muốn nhà phải không? Cái em mới nói là dạ em con muốn nhà, tại sao mà con không có báo với cô, hay là cô con hỏi người ta là ai là chủ nhà này nọ, mà bây giờ con đi vô mướn vậy là tiền của cô đâu, tiền cọc này nọ nữa. Cái em mới nói trời chết rồi, con đâu có biết đâu, con cái cái chị đó nói là chỉ là chủ nhà là cháu cháu của cô, cho nên là chỉ ký hợp đồng với con là con đưa cho chỉ 10 triệu, làm tiền nhà 5 triệu, tiền tiền cọc 5 triệu. Cái xong rồi cái bà nói là không phải bây giờ không có được. Cái không biết sao cái nói qua nói lại, cái bà điện cho con nhỏ kia điện không được, cái em điện cũng được luôn, chặn Zalo chặn số điện thoại em hết, là lúc đó em run hết rồi, em thẫn thờ hết rồi, em sợ.
Tại vì mình có 10 triệu mà đâu tự nhiên bị ôm đi mất mất tiêu. Cái đầu hơn cái cô chủ nhà mới lại. Cô nói hả, cô thấy hoàn cảnh như vậy, cô nói thôi bây giờ á con bị nhỏ đó gạt rồi. Nó cũng là thuê nhà của cô đây. Nó sang hợp đồng mà tại sao nó không kêu nó, đáng lẽ con muốn ký hợp đồng là con phải ký thẳng với cô mà tại sao con đi ký với nó. Rồi là nó ôm 10 triệu đó đi. Cái cô đó mới nói là thôi bây giờ thấy mẹ con như vậy á thì cô cho vẫn cho ở, nhưng mà cô không nhận tiền cọc. Tại vì tiền cọc em đã đưa cho nó, em đúng ra là em đâu có đưa cho bả đâu mà bả nhận. Cho nên là bả vẫn cho em ở nhà, thấy vậy thôi bả cho em ở mà hả em tới tháng sau em mới đóng tiền nhà. Trong khi đó 10 triệu đó là em không, bả không có giữ của em, là con nhỏ lấy hết của em 10 triệu. À vậy là theo như chị Phụng thì là chị là vô tình làm việc với là cái người mà thuê nhà của chú nhà. Nhưng mà chị là nghĩ rằng là người đây là bị em không có biết là cái vụ thuê nhà mà nguyên căn như vậy. Sang cái vụ hợp đồng rồi xong là bữa giờ có gọi điện được cho người ta không? Dạ không, em điện em chặn, nó chặn số hết. Dạ. Rồi chặn Zalo hết luôn. Dạ. Nếu là 10 triệu á mà bị bắt là có thể là bị xử phạt hình sự rồi, tại vì chỉ cần trên 2 triệu đồng là có thể xử rồi. Và theo cái quy định của luật hình sự là theo điều 174 thì cái hành vi của người phụ nữ này là có thể quy vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và đối với cái tài sản mà từ 2 triệu đồng cho tới 50 triệu đồng á là có thể là bị kết án là từ có thể là từ 2 tới 7 năm tù. Rồi, cháu Chiến xin cái số của người phụ nữ đó, Chiến gọi hỏi thử xem sao. 0933. À 0933. 0595. 0595. 65. 65. À, người này tên gì? Em rất rồi, không tên, hình như kêu bằng tên Minh hay sao á. À, alo có phải chị Minh không ạ? Alo có phải chị Minh không ạ? Alo? Alo? À, cho em hỏi có phải chị Minh không ạ? À, cho em hỏi có phải chị Minh không ạ? Ở này là người ta nghe nhưng mà giả bộ không nghe. À, nhưng mà không biết có phải tên thật là Minh hay không. Tại vì khi là mình nói mình là bà sợ mình gọi lại lần nữa. Là cái người phụ nữ này là vẫn còn nghe điện thoại. Chưa đâu nha. Còn lừa gạt của hai đứa gì nữa cha, hai người gì nữa anh. Là lấy cơ hôm bữa em lại đây mấy ngày, khoảng chừng 3 ngày là có hai cặp đó lại. Nói là ủa đồ em đâu hết rồi. Trong khi đó người bả lên mạng bả nói là bả nhận cái đồ của hai người đó là gửi một ngày 200 ngàn. Mà trong khi đó đóng đồ của người ta nhiều lắm nha, bàn thờ, tủ lạnh, máy lạnh này kia nha, và trang điểm nữa. Rồi cái tự nhiên lại hỏi chị ơi, đồ của em đâu hết rồi mà em đâu có biết đâu. Cái nó cũng kể ra vậy là nó đăng lên mạng là nó muốn người này giữ cái đồ giùm. Cái tự nhiên dọn đi, cái dọn đồ người ta đi mất tiêu luôn. Không chịu hả, để lại cái đồ của người ta. Bây giờ là cái chị Minh này ha, bây giờ chị mở điện thoại ra nhưng mà chị không có nghe. Và theo cái luật hình sự á là cái điều 174 á đã được chuyển đổi và gửi dưới dạng tin nhắn đến này là không chịu nghe rồi. Theo cái luật hình sự á là 10 triệu đồng á là khép vô cái tội hình sự theo cái điều luật là 174 lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế là chị Phụng nên đi trình báo qua hỏi chủ nhà xem rồi chứ không thể để người ta lấy tiền rồi nhỡ nhơ vậy được. Bởi 10 triệu đồng á nó không phải là một con số nhỏ, và đặc biệt hơn là đối với cái hoàn cảnh của chị á thì con số này càng không nhỏ nữa. Nó là cái vốn để làm ăn này kia ha, mà lừa như vậy là thực sự là không có chấp nhận được. Mình nên trình báo công an, dù không có tìm được mình cũng phải trình báo để lỡ người ta có bắt được hay sao á thì có thể là có cái cơ hội lấy lại được tiền. Thứ hai nữa là và phải cảnh báo tới những cái người khác có thể là sẽ là cái nạn nhân của họ trong tương lai. Mà khi gặp á chị không có xem giấy tờ gì của họ ha. Bà chủ nhà bà còn không biết chứng minh sao nữa mà. Vậy hả? Bà nói là lúc đó nó chỉ đọc cái số chứng minh thôi, còn cái chứng minh nó chưa có đưa là nó giả dọn đi rồi. Là ở đây lâu chưa chị? Mới có mười mấy ngày thôi. Là chủ nhà cũng khá là khinh suất khi mà cho ở mà không có giữ chứng minh danh gì hả? Mà ý là em
chỉ vô á, chỉ vô chỉ muốn nhà này nè là một tháng năm triệu cộng 5 triệu, chị cũng đưa cho cái bà chủ nhà là 10 triệu. Nhưng chị muốn sang hợp đồng thì chị phải cho em gặp với bà chủ. Còn mà nếu mà giống như là chị muốn ôm trọn 10 triệu chứ đi luôn, là trong khi đó là chị đi là chị phải mất tiền cọc 5 triệu nè. Cái nhất, cái thứ hai nữa là chị ở nửa tháng là chị phải đóng tiền nhà nửa tháng với lại tiền điện nửa tháng. Đó. Cái này đằng này chị không đóng cho người ta, mà chị lại ôm, chị lấy cái đồng tiền của em chị đi, là để tại chị chỉ sợ là bà chủ trừ mấy cái tiền đó chị, bà chủ không có trả lại 5 triệu á. Đó là chị sợ á, cho nên là chị sang hợp đồng chị ôm 10 triệu của em đi luôn, là coi như em mất 10 triệu. Thật ra là bà cũng đóng cho chủ nhà. Bà đóng cho chủ nhà cái khoảng 10 triệu phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái quy định của người ta là hồi nào giờ ai cũng vậy chứ không phải là mới đây. Là mình hợp đồng với người ta là 1 tháng hoặc là 3 tháng hay năm, 1 năm gì đó. Mình nếu mà mình đi một cái là mình mất tiền cọc 5 triệu. Đó, rồi mình ở nửa tháng với tiền điện nước á thì mình cũng phải đóng cho người ta. Đằng này là bà ôm đi luôn. Trong khi đó là chủ nhà, nếu mà coi như nếu mà nói như vậy là em chỉ mất 5 triệu thôi. Tại vì bả chỉ mất tiền cọc 5 triệu. Để mất 5 triệu thôi chứ không phải là mất 10 triệu. Mà cái gì là mà cái gì đi nữa bả cũng phải cho em gặp chủ nhà để em thôi, là nếu mà làm kiểu như vậy là chủ nhà mà thấy em mà cảnh em không có khó khăn là bả đuổi em, là bữa nay em đâu có vô nhà được đâu. Là một cái đấu thẳng mà. Cái gì? Lấy điện thoại hả? Lần sau mình chuyển nhà hay gì mình phải cẩn trọng hơn. Tránh những cái trường hợp tương tự. Đó giờ muốn phòng không à. Em nghĩ là phòng giống như mấy người khác thôi, chứ em không nghĩ là cái mình muốn nguyên căn nhà như vậy, rồi cái hợp đồng tùm lum tùm la như vậy nữa, em không có biết. Giờ xuống chơi sao? Hả? Đây nói gì? Hồi bữa biết mất tiền cái cảm xúc làm sao? Trời ơi, em như người mất hồn luôn. Dạ. Thế anh nghĩ đối với em 500 ngàn hay gì 1 triệu rồi em đã lớn lắm, em quý lắm, bọn này 10 triệu. Trời đất ơi, để em chết. Dạ. Yeah. Là bữa đó vừa dọn mà đồ đạc tùm lum tùm la luôn nha, mà cô chủ nhà điện một cái rồi là em chuẩn bị em cúng sân á, em chuẩn bị cúng nhà với cúng ngoài sân á, bả điện một cái là em thất thần, em không biết em làm cái gì, em chỉ ngồi bịch xuống dưới rồi còn hoàng cũng ngồi vậy đó, nguyên một ngày đuối quá mà ăn uống hoàng cũng chưa ăn luôn, em như người chết rồi vậy đó. Trời ơi. Nói chung là nếu mà cái 50 triệu đó là cũng cái số vốn lớn ha, nếu mà có là cũng lấy được thêm nhiều hàng về để bán á. Em cũng nhắn tin em nói với chị mà, em nói chị ơi, em nói thiệt chị đã thấy con em như vậy rồi, tật nguyền như vậy rồi, mà chị còn đi nở mà chị lấy tiền chị lừa gạt em như vậy thôi, thay vì có gì chị nói rõ với em một tiếng. Mà trong khi đó chị đi gạt em vậy, chị biết cái số tiền đối với em nó rất là lớn, chị biết không? Nói cái bạn cũng im, không nói gì. Trong khi đó chị đang có bầu nữa nha anh. Chỉ đang có bầu nữa nha mà vậy đó. Thôi coi như là cái tai nạn đi. Cố gắng trong thời gian tới chứ sao giờ. Giờ ngồi trên đó xem video vậy hả? Xuống vận động đi chứ. Thôi, em biết gì không? Biết gì? Đòi ăn hả? Không phải, đi phone. Thôi. Giờ xuống đi chơi xíu đi rồi mẹ cho. Xuống chơi đi, xuống chơi chú Chiến này, không chú Chiến về này. Xuống với Mia, con Mia đâu rồi? Xuống kiếm con Mia đây nha lại. Rồi, mỗi lần xuống vất vả vậy á. Ráng giảm cân lại rồi còn tập đi nữa. Thôi coi như là cái của đi thay người, mình cố gắng trong cái thời gian tới ha, với lại làm gì về kỹ lưỡng hơn ha. Bất kể những cái gì mà liên quan tới hợp đồng á là phải rất là kỹ lưỡng, phải xem kỹ này kia giấy tờ. Hôm nay cũng Chiến cũng gửi cho chị Phượng 3 triệu nghe, coi như là thêm một cái khoản tiền để mà mình lấy hàng về bán nhiều hơn. Cái này là của một người chị của chú Quốc Chiến ở bên Đài Loan á, chị này vừa cũng cho hơn 4 triệu để mua cái máy tập đi mà chưa có mua được á, đợt sau khi nào gầy xuống em mới mua được. Thì giờ Chiến gửi 3 triệu cho chị Phượng để mà chị có thêm cái tiền lấy hàng về nhiều chút bán ha, lấy thêm rau củ quả vậy này. Cảm ơn chị.
chị ạ. À, chị biết là chị gọi chị giấu tên gì. Cảm ơn chị của anh Chiến đã à. Ủng hộ hai mẹ con em. Đây. Em để em dùng số tiền để em lấy hàng về em bán thêm trang trải cuộc sống cho mẹ con em. Cố gắng lên chị Phùng, cố gắng lên, giờ thấy cũng có cái thành quả nhất định rồi, anh cũng giảm gạm được chút rồi á. Ha. Hoàng ở nhà phải nghe lời mẹ ha. Cây rồi giữ hàng cho mẹ nhé. Chứ không phải là giống hồi nãy vô bưng luôn cái chậu khô đi không biết rồi. Ủa anh vô bưng chậu khô hả? Ăn bò cũng cao hơn hồi xưa phải không? Giờ là bò nhiều lắm rồi đó. Hồi xưa có bò cao được vậy không? Làm biến bò lắm thôi. Yeah. Nay cao quá. Vậy bò ra kiếm con Mia coi. Bò lên tù tì luôn ha. Bò vậy là nó đỡ cái phần vai đó. Nhưng mà cái bụng chưa được tác động nhiều. Cái bụng phải tập nhiều nữa. Đau rồi. Mà cái cục đều nó bò hai chân gần tụt. Sừng ha phải không? Gì? Lên giọng phải không? Hổng. Lên giọng mà đội xuống là xuống chết. Không. Đại đây, đó thấy chưa? Giờ chắc còn năm mấy 60. Nằm vậy hả? Nằm vậy rồi có trong hàng giùm mẹ không? Hoàng. Phải đó. Phải đó hả? Bên kia không có chỗ nằm võng ha. Dạ. Em mới mua võng này cho nằm đó. Ừ. Chưa dẫn chân á. Phải hả? Tại vì người lớn ha. Ở nhà mà không có khách thì giờ mấy mẹ con làm gì? Thì em ngồi, em với Hoàng ngồi ở đây, buổi trưa là em dọn ở đây cho Hoàng ngủ. Ngồi coi chừng nào khách lại thì gọi ba ga bán. Buổi sáng với buổi chiều thì em ra ngoài đó em ngồi. Dạ, đuổi bị da. Đuổi ra hả? Tự nằm vậy hả? Té thì té đó. Hồi qua này có bạn chơi với Hoàng Mập không? Có bạn nào chưa? Có mấy ông ở đó đó. À, trời ơi, chơi mấy ông luôn hả? Có bé Bảo Trân ở Lâm Đồng á. Bình luận nó là hả gì đừng cho Hoàng Mập ăn á, để gì các bạn đừng cho Hoàng Mập ăn á. Thì cũng đúng, mấy ông đó sáng mấy ông ăn gì đâu đem qua cho này không ạ. Vậy hả? Em nói vậy, em mới nói là không ăn được. Đang giảm cân á. Đúng rồi, cái đó là phải kiên quyết nha. Đang giảm cân mà ăn miếng vô là bằng cả ngày á. Này thấy anh nổi gân xanh gân vàng lên tùm lum á, kiểu như là xuống cân nhanh quá. Dạ. Gân nổi mà kiểu mình cầm vô người á không có nhiều mỡ, không có căng mỡ như được trước nữa, mà nó có sợi sợi cơ rồi, nó có những cái sợi cơ. Chắc anh nhìn á thì anh thấy vậy, chứ còn em nhìn hoài em không biết. Đúng rồi, có cái sợi cơ á, đặc biệt là ở ngực á, cái vùng ngực nó bò nhiều á, nó hình thành những cái sợi cơ rồi, mình sờ vô thấy nó dai chứ không phải là mềm như được trước nữa. Dạ. Chắc là sớm muộn rồi, khi nào đợi mà giảm được khoảng 20 cân rồi bắt đầu tập đi được. Là bắt đầu mua máy tập đi vậy. Bữa em có đi qua bác Sang rồi, bác Sang rồi. Là tôi bảo là ông bấm cái đầu nào, ông mới nói là bên bé Hoàng vậy ông trị không được. Bây giờ phải trị về não, là ông đưa qua bên, ông nói bây giờ để ông giúp là ông cho lên trên chú Năm não trên Tây Ninh á. Yeah. Là chữa miễn phí mà. Ba bác kêu là phải đợi cho nó giảm cân mới đi được. Đúng rồi. Là đi lên trên đó là ở khoảng nửa tháng, hàng tháng là mình uống nhà, uống trên đó nửa tháng. Vậy hả? Rồi mỗi ngày bên đó cho ông đưa thuốc, ông trị bệnh về não trước. Rồi xong đi về não xong rồi mới quay về, ông sống người này nọ. Tức là Mập là bây giờ là đang có hai cái bệnh. Thứ nhất là não kém phát triển. Cái thứ hai là cơ, đang bị cái cơ chân đó. Là nó chưa giãn. Từ nếu mà cái bộ phận từ trên xuống dưới là do bộ phận não nó điều hành hết, cho nên là hả phải trị về não trước tiên, phải giảm cân trước mới được. Đúng rồi, giảm cân xong rồi trị về não xong mới bắt đầu bóp cái cơ chân này. Dạ. Cơ chân này bản chất của nó là do hoạt động lâu ngày không hoạt động nên nó bị thôi,
Còn mà về cơ bản cái nguyên nhân của nó là do não kém phát triển, ý là vậy. Vì thế là chú Tám Sang là cũng khuyên là nên vài bữa giảm cân, lên training để mà chữa về não trước ha. Rồi tới đâu hay tới đó. Bây giờ cho giảm cân trước rồi mới đi. Và thấy cái công cuộc giảm cân cũng đã có kết quả trước mắt rồi đó, chị phải cố gắng lên nữa. Thôi ngồi té đó, ngồi là té đó. Để mày đưa cái bình cho con nè, nằm đi, nằm đi, té đó. Uống nước hả? Uống bình. Xưa giờ là uống nước là vẫn bú bình hả? Dạ, chứ không có uống sữa, là uống cho nó đừng có khô miệng. Ngủ hả? Da em bé hả? Nó xạo lắm, có xạo kìa. Nó xạo kìa. Nguyên cái giọng gì đó. Sao nhắm mắt ngủ sao? Xạo sao nhắm mắt ngủ sao? Làm sao? Vậy hả? Ầu ơi với dầu. Phái lắm, phái ầu ơ lắm. Dạ. Đi với em bé vậy. Uống hết nước đi. Chấm cái bình lên. Nút không vậy? Ngậm. Ngậm luôn à. Đâu nhắm mắt lại sao? Nhắm mắt sao? Thì Quốc Chiến cũng hy vọng rằng mọi người có thể là tới cái số 26 đường số 4 khu dân cư Lê Thành để mà có thể là ủng hộ cho mẹ con Hằng Mập mà. Những cái sản phẩm này ha, vừa rất là ngon mà có thể là giúp cho bé có thêm chi phí để mà chữa bệnh trong thời gian tới. Thì cũng rất là cảm ơn mọi người trong cái thời gian qua luôn theo dõi và đồng hành cuộc chiến ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hằng Mập chào mọi người ơi. Chào mọi người. Bye bye. Biết chị bye bye không? Bye bye.